Thưa quý khán giả và các đồng chí, hiện nay toàn tuyến biên giới đất liền, lực lượng bộ đội biên phòng đã bố trí trên 1.600 chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cũng như chống xuất nhập cảnh trái phép. Để tiếp tục bám trụ lâu dài trên các chốt phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã có nhiều cách làm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh thì việc phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội đã và đang được cán bộ chiến sĩ nhiều đơn vị tích cực triển khai. Chốt chống dịch của đồn biên phòng Bát Sát nằm bên bờ sông Hồng. Cạnh chốt là vườn rau nhỏ rộng khoảng 30 m². Sau mỗi buổi tuần tra, cán bộ chiến sĩ nơi đây lại phân công nhau trồng và chăm sóc vườn rau để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Hiện vườn rau đã đáp ứng đủ rau xanh hàng ngày cho chốt chống dịch. Vườn rau này thì phục vụ rất là thiết thực cho anh em cán bộ chiến sĩ trực tiếp là chốt chặn ở trên biên giới, không những phục vụ cho anh em mà phục vụ cho cả các cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị. Tại vì chợ thì rất là xa nên là chúng tôi phải thành lập cái vườn rau này để phục vụ cho anh em trong quá trình công tác trên biên giới. Tại nhiều chốt chống dịch nằm chênh vênh bên sườn đồi, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn tranh thủ trồng các loại rau xanh. Những lứa gà kế cận nhau cũng được nuôi thả tại nhiều chốt chống dịch. Miệt mài chăm sóc ngày đêm, tới nay, bữa cơm của bộ đội trên chốt đã có thêm nguồn thực phẩm tươi sống. Ngoài cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, chúng tôi cũng thường xuyên tăng gia cải thiện đời sống. Đấy, tổ chức chăn thêm gà, nuôi vịt, rồi là cải thiện bữa ăn hàng ngày cho anh em ở lán. Những vườn rau trên đá, những mầm xanh vươn mình trên mặt đất khô cằn, đó là minh chứng cho ý chí vượt qua mọi thử thách của cán bộ chiến sĩ biên phòng trước nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sẽ còn lâu dài và gian khổ.